Vâng, xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Lại là anh Nhớ đây. Chào mừng anh chị đến với kênh AM Stock, một kênh chuyên về chia sẻ kiến thức và đầu tư chứng khoán ha. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để tổng kết thị trường tuần này và kịch bản thị trường cho tuần tới từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 17 tháng 5 ha anh chị. Một số cập nhật không thể bỏ sót từ anh em Stock và sẽ giới thiệu cho anh chị những mã cổ phiếu tiềm năng cho tuần sau để anh chị có thể tham gia với thị trường ha. Thì đầu tiên thì cũng chúc mừng anh chị tuần vừa rồi là một tuần cũng khá là hiệu quả cho chúng ta cho vấn đề mà lợi nhuận của anh chị ha. Cũng đâu đó có những mã cho anh chị mức lợi nhuận hơn 10%, cũng có những mã cho lợi nhuận 10%. Thì đó là một cái mức lời khá là tốt trong cái nhịp ngắn hạn ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi sơ qua về cái chart của VN Index tuần vừa rồi ha anh chị. Mình coi đây trong VSA. Thì tuần tuần vừa qua là một tuần mà thị trường hồi phục 1.93% ha, tăng 23.66 điểm ha, đóng cửa cuối tuần ở 1.244.7 điểm. Thì hôm nay đóng cửa là thị trường giảm đâu đó là 0.32%, tương đương với lại là 3.93 điểm ha anh chị, 3.93 điểm. Thì về chặt tuần thì nhìn chung là nó đang có xu hướng là quay về cái đỉnh cũ ở 1293 điểm anh chị, quay về đỉnh cũ 1293 điểm ha. Chặt ngày thì đang cho cái xu hướng điều chỉnh trước khi tăng đó. Thì sang tuần sau nó có khá nhiều thông tin liên quan tới vĩ mô mà chúng ta phải đặc biệt chú ý ha anh chị. Thì đó là đầu tiên là gì, về tuần sau nó có khá nhiều cái thông tin. Thứ nhất là chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ nè, chủ tịch Fed Powell phát biểu nè, rồi ngày 15 tháng 5 là CPI lõi của Mỹ nè, là doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng, rồi dự trữ dầu thô và đề nghị trợ cấp thất nghiệp. Thì đây là những cái thông tin mà nó ảnh hưởng tới quyết định về tăng lãi suất của Fed rất là nhiều, nên tuần sau là một tuần tuần khá là nhiều thông tin. Và khi mà một tuần mà nó có khá nhiều thông tin đó thì thường á là cái biến động của thị trường trong tuần đó nó sẽ không có nhiều, chủ yếu là nghe ngóng và thăm dò thị trường trước khi mà thông tin nó bùng nổ hay như thế nào đó ha anh chị. Thì ở đây là đã có những cái dự báo nè. Thì anh chị vào trong cái trang investing đó, anh chị coi cái tầm quan trọng của những cái tin này thì anh chị sẽ nắm ha. Thì em liệt kê sơ qua cho anh chị là ngày 14 tháng 5 có, 15 tháng 5 có và 16 tháng 5 đều có những cái thông tin mà nó khá là ảnh hưởng đến cái thị trường tài chính của Mỹ và cũng như là của thế giới ha anh chị. Thì anh chị đặc biệt chú ý với em là những cái tin này. Còn tuần này nó chỉ có hai tin thôi, nó cũng không có nhiều ha. Tuần này chỉ có hai tin là đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu và dự trữ dầu thô thôi. Thì sau khi cái tin này ra ngày 9 tháng 5 là tối hôm qua thì thị trường tài chính nó tăng khá là tốt. Giá dầu cũng tăng, giá Bitcoin cũng tăng, giá vàng cũng tăng. Đây nè anh chị. Đó, thì và hôm nay thị trường thế giới cũng đóng cửa khá là ok ha. Nikkei tăng 0.49% là Hang Seng tăng 2.3%. Đó, giá dầu cũng tăng, Bitcoin cũng tăng ha, đa số là xanh, đa số là xanh. Thì đối với chúng ta thì một tuần vừa qua cũng giao dịch là tương đối là ok ha. Thì trong trong những cái series, cái clip về thị trường nhận định thị trường hàng ngày á, thì đối với cái tuần trước thì em có nói về HVN, BFC và BGS. Thì đây là ba mã mà cho cái mức lợi nhuận khá là tốt trong cái tuần vừa qua. Trong tuần vừa qua thì Roman có giải ngân CTS, CSV và GIL ha. Thì hiện tại giờ CTS đang cho cái mức lợi nhuận khá tốt nhất, còn CSV và GIL thì CSV cũng đang cho mức lợi nhuận tương đối ok, GIL thì đang đang lỗ nhẹ ha anh chị. Thì nhìn sơ qua về thị trường thì chúng ta sẽ coi lược qua sơ qua thị trường trong ngày hôm nay phiên cuối tuần để chúng ta coi nó như thế nào ha. Đầu tiên là đối với dòng chứng khoán nè. Dòng chứng khoán thì hôm nay BVS tăng khá là tốt, tăng hơn 7.8%, tiếp theo là CTS nè. Rồi BSI, ORS, ANS hay là nhóm banh thì sao? Nhóm banh thì hôm nay điều chỉnh nhẹ ha. Thép thì nay có FMC tím nè, VGS tăng 2.4%. Đó, còn lại đa số tăng nhẹ. Đó, rồi tiếp chúng ta có bất động sản thì chúng ta có DRH tiếp nè, BDR, LHG đó, tăng nhẹ ha. Còn lại cũng điều chỉnh, đa số điều chỉnh nhẹ. Hôm nay thị trường giảm 3.94 điểm anh chị. Nhóm dầu khí hôm nay khá là tốt ha, đặc biệt là BVS nè, BBB, BVT hay là bếp ha, nhóm dầu khí hôm nay cũng khá là tốt. Ngoài ra chúng ta có cao su thì bình thường ha, phân bón bình thường điều chỉnh nhẹ ha anh chị, thủy sản điều chỉnh nè, cảng biển có vốt là tăng nhẹ ha, còn lại dệt may và HAH điều chỉnh. Nhựa y tế khá là tốt ha, nhựa bao bì khá là tốt nè, ABH tăng trần, HI tăng 5.2% hay là NHH tăng 3.9%, AA tăng 2.3%. Hôm nay nhóm nhựa cũng khá là ok đó.
Đầu tư công thì cũng dây tân đoàn ha. Hôm nay nhóm thương mại và chăn nuôi thì có Dabaco tăng gần tím anh chị. Khá là ok, Dabaco khá là khỏe ha. Hàng không hôm nay điều chỉnh nhẹ. May mặt TNG và VGT tăng khá là tốt ha. Còn lại mấy cổ phiếu khác điều chỉnh nhẹ, đặc biệt dòng tiền từng vừa rồi vào cái nhóm công nghệ rất là nhiều ha anh chị. ELC, SGT, SAM này, hay CMG, FPT, VIG này nọ. Khá là tốt anh chị, nhóm công nghệ, nhóm nghị dòng tiền đang vào khá là tốt trong tuần vừa rồi. Đó, du lịch khách sạn điều chỉnh nhẹ, bên đi bất động sản khu công nghiệp thì điều chỉnh nhẹ dư khá là cân bằng ha. Đó, thì nhìn sơ qua, anh chị có thể coi về cái đầu tiên mình coi về cái chart tuần để mình thấy là trong tuần vừa qua cái nhóm mà tăng nhiều nhất trong cái tuần vừa qua, chẳng hạn như là đối với nhóm chứng khoán chúng ta có BVF nè, mình coi chart tuần nha anh chị. Chart tuần là tuần vừa qua BVF tăng tới 17.64% ha. Anh chị đợi một xíu để anh chỉnh cái này thành cái màu xanh cho dễ nhìn ha anh chị. Đây, tuần vừa rồi BVF tăng hơn 17.64% nè, hay là CTS tăng 14.58% ha, FTS tăng 10% đó, MBS tăng 7% đó. Những cái mã mà em hay nói nhiều trong cái video, trong series video của em về thị trường á, thì những mã mà em đang nói cho anh chị á là những mã trong có mức lợi nhuận khá là tốt ha. Còn chẳng hạn như những mã em không nhắc đến như SSI này chỉ tăng có 2.27%, hay là VCI 2%, hay là VND 2.46%. Đó anh chị phải lựa chọn được cái cổ phiếu nào mà nó cho anh chị cái mức lợi nhuận tốt nhất trong một cái giai đoạn hồi phục á, thì anh chị hay đầu tư. Đó là lý do tại sao em chọn những cái con mà nó đầu ngành, những cái con mà nó cho cái mức lợi nhuận tốt như là CTS nè, hay là FTS nè, đó, BVS nè, MBS nè, BSI đó. Đó là những cái mã mà nó tăng trưởng tương đối là nổi bật so với thành phần còn lại của thị trường ha. Ngoài ra nhóm thép này chúng ta có VGS nè anh chị, nếu một coi chủ nhật tuần trước tới chủ nhật tuần này là VGS nó tăng 16.66% ha, nó khá là ok, như Hòa Phát tăng có 6% đó, hay là Nam Kim cũng 4% đó, thì những mã này mình không có đầu tư đó. Phân bón thì tuần vừa rồi chúng ta có BFC tăng khá là tốt anh chị, tăng 13.77%, hay là DDV 18% đó, CFV 8%, hay là DGC 4% ha, Đạm Cà Mau thì 7%, Đạm Phú Mỹ thì 4% đó. Liệt kê sơ bộ để anh chị nắm là trong tuần vừa qua là cái dòng tiền nó có cái vào nhóm ngành nào ha. Nhóm ngành tiếp theo là dầu khí nè, dầu khí tuần vừa qua cũng khá là tốt, BVS tăng 11% nè anh chị ha, BVD tăng 7%, BVT tăng 17% ha, tuần rồi BVT khá là nổi bật đó. Một số cổ phiếu liệt kê để anh chị nắm, dệt may thì có VRT nè tăng hơn 27%, hay là TNG tăng 10% đó. STK cũng, STK tăng yếu hơn ha, nhiều tăng yếu hơn đó. Thì có một cái nhóm ngành mà dòng tiền vào khá là tốt trong tuần vừa qua, HVN nè tăng 9%, VZ tăng 10%, hay là ACV tăng 5.8% ha. Ngoài ra chúng ta có nhóm công nghệ là chẳng hạn như là CMG tuần rồi tăng 30% ha, hay là VGI tuần rồi tăng 5%, hay là FPT 4%, LC 17% ha, SG G tên đó cũng 9% đó. Thì tuần rồi là một tuần mà nó khá là tích cực và nó hồi phục khá là tích cực, và nó trong lúc nó đi lên nó có sự rung lắc điều chỉnh liên tục ở trong phiên. Tại vì thứ nhất là sao anh chị, thị trường nó gần cái vùng kháng cự cũ quá anh chị, nó gần vùng kháng cự này nè nên nó rung lắc khá là nhiều ha. Thì đối với em dự dự trù á, là kịch bản thị trường trong tuần sau có khả năng nó sẽ test là cái vùng là 1230 điểm, nó chờ cái tin tức này nè anh chị, nó chờ những cái thông tin này thì khả năng cao nó sẽ test lại, nó sẽ test lại cái vùng 1230 à, xong chờ những cái thông tin quan trọng này nè, thì thị trường lái nó sẽ, các nhà đầu lập Bitcoin họ sẽ nằm chờ để khi mà có tin tức này như thế nào, khi mà họ biết chắc chắn rồi thì họ sẽ đánh lên hay là họ thoát hàng gì đó. Thì chúng ta cũng phải quan sát kỹ ha, đặc biệt là sao cái phải chờ cái vùng 1230 để chúng ta giải ngân, chứ chúng ta không nên là giải ngân giá xanh nha anh chị. Đây kịch bản trong tuần trước em có vẽ nè, em vẽ là nó sẽ có một cái nhịp chỉnh lại về đâu đó 1230 gì đó, thì là cái hôm nay nó đã chỉnh hai phiên rồi, thì có thể là trong tuần sau nó sẽ test lại đúng cái 1230, 1235 để cho anh chị tham gia. Anh chị nào mua cho đủ hàng thì cứ canh khi mà nó test lại vùng này để anh chị mua ha. Nói chung là thị trường về về lâu dài nó còn lên nữa nhưng không sao đâu anh chị, nó chỉnh lại thì là cơ hội để mình tham gia đó. Thì vùng tham gia là 1230, 1235 ha anh chị.
Đó, còn tham gia những cổ phiếu nào thì đây em sẽ giới thiệu cho anh chị một số mã cổ phiếu mà trong tuần sau anh chị có thể cân nhắc tham gia. Đầu tiên đối với nhóm banh chúng ta có ACB nè. ACB nó vẫn đang tích lũy trong cái nền của nó ha, khả năng là đang tích lũy cạn cung nè, thì khả năng qua tuần mà thị trường tăng tốt thì nó cũng sẽ là con mà lít cái dòng banh ha. Ngoài ra chúng ta có Liên Việt Bắc Banh, Bưu điện Liên Việt Bắc Banh ha, thì cũng là một cái mã banh nó cũng khá là tốt đó. Hay là chúng ta có MB Banh, MB Banh thì nó sẽ yếu hơn cái mã kia ha, Techcombank. Techcombank nè, Techcombank là một mã đang tích lũy vùng đỉnh khá là tốt nè ha, con cạn đó. Thì qua từng mà dòng banh kéo thì là anh chị sẽ tập trung những mã này cho em ha, tập trung những mã này cho em. Ngoài ra có BID, BID thì nó giao dịch cũng đang ở cái vùng cái hộp của nó thôi anh chị, cái hộp Dawat của nó thôi ha, chạm vùng đáy dưới thì nó sẽ bật lên đó, thì anh chị canh cái vùng dưới này anh chị tham gia cũng được ha. Qua từng có thể là nhóm banh cũng có thể là nó sẽ chạy, nhưng mà mình sẽ không ưu tiên ha. Chứng khoán thì chứng khoán hiện tại CTS nó đang về cái vùng đỉnh cũ của nó, khả năng cao qua tuần nó sẽ rất vượt đỉnh ha. Còn nếu mà nó test lại vùng 37 38 thì nó rất cơ hội tuyệt vời cho chị tham gia, để anh chị đánh vượt đỉnh ha. Đây anh chị nhìn nó có thể nó sẽ test lại về rồi nó xong nó sẽ đi lên đó, thì khi mà nó test lại thì là cơ hội cho anh chị tham gia, còn nó không test lại thì đừng tham gia nữa nha. Room em thì đã cho mua từ cây này rồi ha, đang cho mua từ cây này rồi, đang hiện đang có mức lợi nhuận khá là tốt. Ngoài ra chúng ta có FTS cũng tương tự ha, đó nó đang dòng tiền vào dòng chứng khoán, thì anh chị cũng nên cân nhắc ưu tiên cho em trong nhịp hồi nha. Nhịp hồi em nói nhiều rồi, em nói nhiều rồi, những cái mã như là FTS nè, BSI nè đó, Việt Nam nó sẽ đợt này nó đang yếu hơn so với cái mã còn lại, nhưng mà nó cũng có điểm mua, còn điểm mua ha, nó chưa cận cách vùng đỉnh gần 10 giá là nên vẫn còn điểm mua. Hay là BVS đó, BVS thì nó vượt đỉnh luôn cũ luôn nè anh chị ha. Con này là con dòng đợt này là động lực khỏe nhất trong cái nhóm chứng khoán ha, tiếp theo mới là CTS, nhưng mà em đã mua CTS rồi nên không mua mã này ha. Mã này cái biên động nó biến động giá cũng hơi lỏng nên em cũng không có thích đánh anh chị, em thích đánh cái nó chặt chẽ hơn một chút xíu như là CTS nè đó, thì là khá là ok ha. Đó, ngoài ra chúng ta có HCM cũng khỏe nè anh chị, nhìn nhìn nó đi chậm chậm nhưng mà nó cũng khá là khỏe ha, nó cũng khá là khỏe, nó cũng gần cái đỉnh cũ, có khả năng nó sẽ rất đỉnh cũ đó. Nhưng mà anh chị ưu tiên cho em là bốn mã thôi, là như CTS nè, BVS nè, BSI, FTS, đó là những mã mà anh chị nên ưu tiên số 1 cho em ha. Đó là nhóm chứng khoán. Nhóm thép thì chúng ta hòa phát ra cái thông tin là chia cổ tức bằng cổ phiếu á, nó lại pha loãng cổ phiếu nữa nên nó cái mức độ nặng mông của nó sẽ càng ngày càng lớn ha. Thì em không có thích đánh mấy cổ phiếu nặng mông anh chị, nó kéo nó gì khó chịu lắm ha. Một muốn tăng trần một phiên nó kéo cả 100 triệu cổ phiếu, tiền đâu mà kéo hoài ha. Thì tuần trước em có giới thiệu cho anh chị như là VGS á. Đó anh chị thấy không? Tăng khá là ổn ha, một tuần tăng mấy chục phần trăm khá là ổn VGS. Nếu mà test lại thì cũng có thể cân nhắc tham gia ở vùng giá 28 hay Nam Kim đó. Nam Kim này cũng nhẹ mông hơn nhiều đồng thép, nếu mà anh chị thích đánh thì canh Nam Kim VGS này nọ né hoạt phát ra nặng mông lắm ha. Rồi dòng phân bón thì chúng ta có BFC nè đó, mình BFC hết điểm mua rồi nha anh chị, nếu mà nó test lại cái vùng vùng đâu đó 32 thì mới mua được ha, còn còn giờ hết điểm mua rồi. DTV cũng hết điểm mua rồi ha. Chúng ta còn CSV nè, nó sẽ về nó hôm nay nó kết cung khá đẹp nè, nó kết cung khá đẹp thì khả năng cao là qua tuần nó lại chạy tiếp thôi anh chị. Cổ phiếu này là em đã cho Rome mua rồi nha, cổ phiếu này đã cho Rome mua rồi, canh đang canh để gia tăng tiếp ha, cho đủ 100% mới mua được 60% thôi. DGC có một cái phiên uptrend ha, đang test lại vol nó cũng chưa có đạt lắm, chờ nếu mà anh chị muốn thích DGC thì anh chị chờ nó cạn volume giống những cái phiên này nè thì anh chị hãy tham gia ha. Còn còn giờ nó đang có hai cái nến này thì nó tương đối xấu xấu, chờ nó rủ thêm phiên nữa đi, nó rủ thêm phiên nó về đâu đó 118 gì đó thì anh chị tham gia đó. Đạm Cà Mau khá là đẹp nè, Đạm Cà Mau nó về, về là cái đỉnh của Đao Vách, thì nếu mà nó vượt lên là mua gia tăng được ha anh chị, mua mới cũng được ha, có thể thăm dò trước, nó qua tuần mà nó chỉnh nó đi lình xình đó vùng 33 anh chị tham gia. Em vẫn thích con Đạm Cà Mau lắm ha anh chị đó. Đạm Phú Mỹ cũng tương tự Đạm Cà Mau thôi, dòng phân cũng khá là ok. Dòng thủy sản thì VHC hôm phiên hôm qua nó có một phiên tăng trần, sau đó cuối phiên bị bắn ngược con khá là lớn ha, thì nó cũng tương tự như con DGC anh chị. Hôm nay nó bị nó về thì khả năng cao qua tuần nó sẽ có một nhịp chỉnh nữa rồi sau đó cạn volume giống những phiên này nè, rồi sau đó nó mới chạy, nên anh chị canh những phiên cạn volume này để anh chị tham gia thì an toàn hơn nha anh chị, đừng có mua đuổi nha, đừng mua đuổi đó. ANV tương tự, dòng thủy sản nó đang có phiên hai phiên uptrend nhìn nó hơi xấu ha. Cảng biển HAH nè, nó tích lũy vùng đỉnh khá là ok nha, canh qua từng canh dòng cảng biển được nè anh chị. HAH này gần đỉnh cũ mà con thấp con cạn cái là mua được nha. HAH chị mới đét cũng tương tự ha, nó tạo đang tạo cái nền giá số 2 ở trên này
đó, nó rách cái nền giá này thì nó sẽ chạy, nó chạy không có điểm dừng ha, cạn von, nó chờ nó cạn von và nó rách cái này nữa thì ngon ha anh chị. Bot có hai phiên tăng hôm nay bị bán ha, bị bán đó. À, ngoài ra chúng ta có nhóm dầu khí nè, như BVS trong video clip trước em đã nói anh chị là để nó chờ nó tạo cái mô hình là cốc tay cầm thì mình tham gia ha. Thì hôm nay nó chỉnh, nó phải tích lũy đi ngang vài phiên ở đây đó, thì mình tham gia nó an toàn hơn là nó kéo ruột luôn như vậy, thì nó mình tham gia nó sẽ rủi ro hơn. Thay vì vậy nó sẽ phải đi ngang một hai phiên ở đây, mình tham gia ngay cái nền này thì khá là ok ha anh chị, tạo cái mô hình tốc cốc tay cầm. Nhóm dầu khí thì mình canh BVS, BVD, BVT hết điểm mua nha. Đó, BVS, BVD anh chị. Hoặc ngoài ra chúng ta có BBB cũng khá là ok mà nó cũng kéo quá kéo rồi ha, kéo không cho mua luôn. BVC, BVC thì nó khó đánh hơn xíu ha, tập trung cho em BVS, BVD thôi. Bất động sản không tham gia ha anh chị. Bất động sản công nghiệp chúng ta có SJC nè, cũng khá là ok ha. Cạn gôn tuần này đánh cạn gôn nè, đang tích lũy đây. À, nó test lại vùng 40, 39, 40 anh chị có thể cân nhắc tham gia ha. Cổ phiếu này có khá là khỏe, nó hồi phục như này là khá là khỏe, nó phải chỉnh lại một vài phiên cạn volume, cạn volume như vậy thì mình tham gia ha, còn volume còn cao thì chưa tham gia. GBR cũng tương tự ha anh chị, dòng nói chung là các nhóm ngành nó đi cái mẫu hình nó khá là giống nhau đó, khá là giống nhau nên mình nhìn một con là mình biết các con nó còn lại nó như thế nào. IDC thì nó là mạnh hơn, nó khỏe nhất trong cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp giai đoạn này ha. Cổ phiếu này thì anh chị nên ưu tiên, nếu mà nhịp này anh chị nên ưu tiên IDC. À, con này đánh thì nó cũng hơi hay vẽ chặt lắm anh chị, hơi vẽ chặt đầu phiên vô nó đạp sàn xong rồi nó kéo lên giật lên, nó tạo những cái nến râu rất khá là dài ha, khá là khó chịu. Tuy nhiên là cổ phiếu này anh chị có thể canh được, ưu tiên số 1 trong ngành bất động sản khu công nghiệp ha. Đó, nó mẫu hình nó khá là giống nhau. Dịch may nè, dịch may là như TNG nó khá là khỏe ha, và ngay cái đỉnh cũ nếu mà nó test lại cái vùng 21.x thì anh chị có thể tham gia ha. Video đó tuần tuần trước em có nói là cái nhóm ngành dệt may là một trong những nhóm ngành mà nó sẽ có dư địa tăng khá là tốt trong quý 2 liên quan đến câu chuyện mà đơn hàng xuất khẩu anh chị. VGT nó chạy trước nó báo hiệu rồi nè, VGT hết điểm mua luôn. Nó kêu thì nó đang yếu hơn so với những con còn lại ha, đang yếu hơn con lại nhưng mà nó cũng chưa có gì gọi là xấu ha. Mình đã giải ngân ở quan thấp này thì qua tuần nên mình có thể gia tăng để mình đánh ha, nó vẫn ok đó anh chị, chờ nó nổ, nổ một hai phiên rồi mình bán, không có lỗi gì đâu, yên tâm nha. Thương mại chúng ta có FRT, FRT thì nó là đang tạo nền ở trên này ha. Cổ phiếu mà cứ tạo nền xây nền là nó đi lên khỏe lắm anh chị, nó cứ đi lên mà nó xây nền gì là nó đi hoài luôn đó. Nó tạo luôn nền giá mới ha, nó không có ngừng lại đâu mà nó đi vào cũng tương tự nè, nó đang xây cái nền trên này. Nhìn những cổ phiếu này là khá là khỏe, nhìn mấy cổ phiếu này thì thị trường nó còn còn đi xa lắm ha, chưa có dừng lại đâu. DGW thì nó có vẻ nó yếu hơn so với hai con còn lại ha anh chị. Hôm nay chúng ta có Dabaco, Dabaco khá là đẹp ha, Dabaco khá là đẹp, các video clip trước em cũng có nói chị anh yêu thích con này ha. Thì đó, hôm nay nó nổ như này cũng khá là ok nè, qua tuần cái nó chỉnh lại cái vùng 29 thì có thể cân nhắc tham gia ha. Nổ con này là tiền vào nè, tiền vào nè, tiền vào nè. Cổ phiếu này nó tương đối là tốt á, cổ phiếu này room em cũng đánh vài vài vòng rồi ha, khá là ok. Benji nữa là anh chị, Benji giá vàng đang tăng mút trời như vậy thì cổ phiếu này nó sẽ được hưởng lợi thôi ha. Thì qua tuần anh chị chưa nào chưa có BNG có thể cân nhắc BNG, khá là đẹp ha, nó tích lũy vùng đỉnh khá là đẹp đó, khá là đẹp ha. À, ngoài ra chúng ta có hàng không, hàng không chúng ta có HVN này đó, đánh không có cho điểm vào luôn này, có hàng cứ nắm giữ thôi, chừng nào nó quay lại nó giảm sàn luôn thì bán thôi anh chị, chứ giờ mua sao mua được nữa. ACV này, ACV em cho Roman canh từ từ vùng 71, giá 71 ở vùng này nè, không có mua được hết, nó lấy xong nó kéo luôn, không mua được luôn, Z cũng kéo luôn đó. Hàng không đang hồi phục khá là tốt ha, hồi phục khá là tốt đó. Về cơ bản là sao anh chị, về cơ bản là thị trường nó sẽ có điều chỉnh để tăng ha, điều chỉnh để tăng. Và anh chị chú ý cho em cái tin tức trong tuần sau nó cũng khá là dài nên mình chú ý cái vấn đề về tin tức để mình có thời gian mình chuẩn bị cho cái lộ trình mình mua ha. Còn mua thì mình sẽ canh cái vùng 1230, 1235 trừ vùng này để chúng ta giải ngân đó, giải ngân. À, tuần rồi thì nước ngoài nó bán khá là nhiều ha, bán ba phiên chủ yếu nó bán VHM, chủ yếu nó bán VHM, hôm nay tiếp tục bán VHM 192 tỷ nữa nè đó, thì nó cũng khá là xấu về cái vấn đề giao dịch của nước ngoài, tự doanh ba phiên liên tục cũng bán ròng ha, bán nhẹ đó. Thì nhìn chung là
thị trường nó vẫn tăng thôi, nó vẫn về đâu đó cái vùng 1.300 điểm anh chị ha. Nên là điều chỉnh từ sau điều chỉnh là cơ hội để giải ngân ha. Anh chị xem video của em mà thấy hay thì giúp em một like, một share, comment tương tác giúp em để đẩy tương tác cho em ha. Em sẽ ra nhiều video cho anh chị hơn để chia sẻ nhiều kiến thức bổ ích đến anh chị. Rồi cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Chúc anh chị cuối tuần vui vẻ ha.